đi vào thăm vườn bơ của nhà bác Hiệt mà thấy cái cây bằng lăng tím đẹp quá nên dừng lại quay chia sẻ với các bác tí nhỉ. Đây là thuộc xã Ea Rông nhé. Đường hỏng. Ui đẹp không? Đây cái bằng lăng tím nhé. Đấy, tuyệt vời không? Đấy, trời nó nắng quá thì quay sát cái hoa nó tí đây. Cái này không biết là nhân giống kiểu gì nhỉ? Tuyệt vời nhỉ? Đẹp thế. Đấy, anh thêm anh đang ý định là anh lấy cái cành về để anh ghép đây. Các bạn thấy hoa bằng là tím kinh sai không? Tuyệt vời đẹp nhỉ. Đấy, lá cũng tím, hoa cũng tím, hơi lẫn màu trắng trắng tí. Nhìn như hoa giấy nhỉ. Đấy. Để xem cái nào nó có chồi không này lấy ghép. Đây này. Đây này, mấy cái này nó có nụ sẵn này đây. À, em chịu. Ui ui, đã không? Tím ngắt. Tím nịm nịm. Rồi thì các bác nha, em tiếp tục em đi vào cái chỗ nhà bác Hiệt nhá. Rồi, lên đường đi. Vâng, chào các bác nhá. Hôm nay bọn em đi xem một cái vườn bơ bút nó không chịu ra quả của bác Hiệt ở thôn 9 E Rông để xem cái vườn bơ của bác và tính toán vấn đề ghép cải tạo cho bác cái vườn bơ này. Đây vườn này kìa. À đây cái dòng bơ này, cái này đất này đẹp mà. Đất đẹp thì sau chỉ được mới 3 cây thôi nào. Đất đẹp. 4 cây thôi nào. Ui dồi, bơ này bị suy quá rồi. Bơ này khó đậu trái lắm. Khó giữ lắm. Cái này bị suy quá rồi này. Một tí đã bị mọt rồi. Ừ. Giống với bút chuyên gia bị này. Chuyên gia đấy. Chuyên gia bị mọt. Trồng cái vườn này có trồng khoảng bao nhiêu cây bơ bút này? Cây nằm cỡ 100 cây bơ bút này đó. Vườn này khoảng 100 cây bơ bút các bác nhé. Thì nó nằm khoảng 5 sào. Thì trồng sen với cà phê. Thì khoảng 100 cây bơ bút này. 2 năm rồi không có trái các bác. Thì chủ nhà trao đổi là thôi muốn ghép chuyển đổi sang 04 mấy giống bơ sắp muộn. Đây, năm ngoái thì cũng treo bẫy bả gì đây này. Nhưng mà cái dòng đất này mà thấy cà đẹp này mà sao cây bơ có vẻ nó hơi bị cằn cỗi, nó hơi suy này. Đây. Đây vườn này muốn ghép cải tạo nhé. Cải tạo sang giống bơ sắp muộn các bạn. Sắp muộn thì các bác biết rồi. Tỷ lệ đậu trái nó cực kỳ sai. Hai nó tự nhiên. Đấy thì còn mấy cả bơ 034. Trước bác làm vườn bơ này cũng để thấp chứ nhỉ, đâu có để cao đâu nhỉ. Để thấp thôi. Vườn này đây anh em nhìn này, rất sai, rất nhiều, rất để ý đâu. À thêm một đây của mình thấy đây là 5 sào đúng không? Từ trên vườn cà này xuống là 5 sào. Vừa cà vừa bơ là 100 cây. 5 sào vị trí là. Vâng. Cái này mình có ở đây mình có đủ nước tưới không? Nước tưới thì thoải mái. Tưới gồm có 3 ao mà mới tưới 2 ao. À thế à, vậy chạy xuống dưới kia, chạy về đằng kia. Một ao dưới kia nữa. Trên này 2 ao. À thế thì nước thoải mái nhỉ? Nước thoải mái mà. Cây cà rất xanh, tại vì tôi tưới được thứ năm rồi mà. Dạ. Thế này thì tuyệt vời, nếu mà cái vườn này mà chuyển đổi thì đây thì nếu mà như cái cây này bác này. Như cây này thì chuyển đổi này. Chuyển đổi cây này thì mình sẽ chuyển đổi là mình bỏ cái này đi. Bỏ cái này đi. Đấy. Ở đây mình sẽ ghép đây, ghép đây. Ghép kia. Và một cây trên này nữa, mỗi cây này thì nó nằm từ du di từ khoảng 4 3 đến 4 chồi. Mà kệ chú vậy. Dạ, đấy không cái tính toán như thế để mình biết đi. Kỹ thuật của chú mà. Dạ. Rồi. Mình cũng không ghép nhiều làm gì, ghép vừa vừa thôi. Ghép vừa vừa nó tính toán cái cây làm sao cho nó lên nó đẹp, nó đều. Trong vấn đề mà nếu chuyển đổi thì như chú nói ấy, tớ là cây một phần 034 và một phần nữa là cây sắp muộn. Sắp muộn. Bơ thì nên chuyển đổi hai giống ở trong một vườn. Không nên làm cùng một loại hết. Đây, thấy không?
nhiều năm quá rồi mà được đôi quả lơ thơ. Loại mai mốt nó rụng hết nữa cái này. Này nó mưa xuống nó còn rụng nữa mà. Rụng nữa này. Vườn bơ này thì vừa đẹp đây. Vườn bơ này mà chuyển đổi thì sang năm là mình bắt đầu mình cho nó có bói rồi. Cà cũng đẹp ấy chứ. Cà này rất tuyệt vời. Nói với chung là cà thì vẫn là cây. Với bơ chăm sóc cái là như nhau mà. Vâng. Tròn tròn. Ủa đây, chỗ này mà một đường trăm cây bơ cả. Ôi, trăm cây bơ là thường. Thấy cũng ít ít thôi mà. Thấy nói bảo bơ hát ở đâu cơ? Bơ hát ở trên. Bơ hát ở trên kia, ở đây là toàn bộ bơ bút hết mà. Bơ bút phía này. Dạ. Ba cái ao nước luôn. Ba ao mà thì có kiếm đâu. Mà đằng này có vẻ đất tốt hơn hay sao? Thấy cây bơ bút có vẻ xanh hơn nhỉ? Cái khuôn tận dưới này là đây. Ôi, cà đắc đắc. Là được chứ anh. Cà được đẹp quá chứ. Một ao dưới này chưa lắm may xuống tới này. Vâng. Nói chung là nước thì đối gia đình nó là đầy đủ mà. Ui dồi, ao đây vẫn nhiều nước mà. Ao này sâu không cơ? Ao này nó là cây múc 3 mét rưỡi đó. 3 mét rưỡi. Cây bờ thì nó xanh thế nhỉ. Cạnh bờ ao mà xanh gớm. Cái này bị chết rồi, cái này chết rồi đó. Cái này thì bị chắc là bị dưới này bị nấm không? Bị chết 3 cây. Một này, hai này, 3 cây, cây này, và cây thứ 3 này. Chết mất 3 cây nhá. Còn xiên về đây nữa mà. Còn chạy dài về đây nữa, cứ tưởng là mỗi tròm trên kia thôi. Xanh nhỉ. Rồi. Cảnh lá xung phê, xung quả, đeo to. Quả không có. Nói chung bơ bút thì nó là cái cây rất là khó làm. Nên không dễ đâu, không dễ để làm cây bơ bút đâu. 10 cây may giá được cây, có thấy 10 cây mới được. Mà thực tế nếu mà làm bơ bút sớm thì giá trị của nó cũng bình thường, cũng không cao lắm. Tất nhiên là ăn thì cũng ngon, nhưng mà vào cái vụ chính của nó thì cũng được khoảng mười mấy, 20.000 một ký. Nhưng quan trọng nó phải đậu trái. Nó rẻ nhưng mà quan trọng nó đậu trái, có trái bán thì cũng được, nhưng mà nó lại không đậu trái thì cũng bó giỏ. Nó rẻ cỡ nào nó rẻ chứ. Ao nhà đây là lắm, ao nhà đó. Không như hết nước không? Đúng là mới tưới hai ao kênh kia thôi. Ao này ớt là cây, cứ thông hợp ta tưới tiếp. Cũng nửa thừa cũng đậu một ít. Cây cũng đậu được ít. Cái này nó còn rụng nữa mà. Nó còn rụng. Nói chung nếu mà mình làm thì mình xác định là cái cây nào còn sai thì mình bớt lại. Sai trái thì mình bớt lại. Nhưng mà nếu mà nó có rụng nữa thì lại chuyển đổi sau. Nó mà rụng hết nữa thì chuyển đổi sau chứ còn như cây này thì cũng chả quả nào hết. Bốn cây gì đó thôi. Ba cây để cái ăn như bây giờ. Nhiều vườn to lắm, nhiều vườn năm thứ 7, 8 nó xum xuê, nó chùm hết cả lên nhưng mà cũng có cái trái đâu. Nhà ông Cảnh cái kia kìa, ông trồng gần 100 cây mà cây nó to, một cây nó gấp 5 lần cây này mà không có quả đâu. Đấy, còn vườn tiêu của Trung Tiến à. Vườn tiêu cũng đẹp gớm chứ. Đấy. Trước đây trồng 1.000 gốc tiêu. Trời, có những cái trụ tiêu to thế nhỉ. Hoạch ngon lành nhất là 3,5 tấn, 4 tấn. Bây giờ là chiều khu vườn rồi có 2 tấn. Vụ đây đấy. Nhưng mà tốc độ giá nó dễ lắm ạ. Giá đều quá. 2 tấn cũng được rồi. 2 tấn. 2 tấn bây giờ là đại gia tiêu rồi đấy. Không phải là 2 tấn bây giờ là đại gia rồi đấy. Nhưng mà sao cái đất chỗ này đẹp này mà sao cây bơ có vẻ như nó có cái gì nó lụi lụi nhỉ? Nó không hợp sao? Dạ, không phải là không hợp đâu mà cái này khả năng cái này đa phần cái gốc của nó đều bị ảnh hưởng. Đây cây này bị xìm bù gốc rồi này. Vừa rồi mình vẫn tưới đều chứ hả? Tưới đều sao cây bơ này có vẻ như là nó không phát mấy đâu. Cái này nó ra hoa, tôi hiểu chưa, ra hoa bây giờ nó rụng hoa rồi nó mới ra đọt non. Thì cái này đây nó đang ra đọt non hết rồi. Tại vì nó không nuôi trái đâu, nó mới ra đọt non, nó mà nuôi trái nó không ra được đọt non.
Vâng, thế thì chào các bác nhé. Em đến xem cái vườn bơ này của bác Hiệt đấy rồi. Thì về anh em sẽ tính toán cái số lượng chồi, thứ hai nữa sẽ tính toán để bố trí cái thời gian để tiến hành ghép cho bác cái cải tạo cái vườn bơ này. Đấy, nó khoảng 100 cây. Trong cây bơ bút thì 2 năm rồi nó chả đậu trái gì cả. Thì đây này, cây này to này mà chả có quả nào đây này, mà suy hết rồi. Đấy, thì cũng trao đổi các bác là bác nào có nhu cầu nhá, thì ghép chuyển đổi những cái cây bơ thường, bơ ta á, hoặc là những cây bơ, những vườn bơ bút ấy, mà nó không hiệu quả kinh tế á. Tại vì nó ra hoa nhưng nó lại không đậu trái, thì alo em nhé, số điện thoại ở trên màn hình á. Em xin nhắc là số điện thoại là 0989 037 167. Bác nào có nhu cầu thì alo cho em, thì em sẽ tính toán rồi trao đổi cụ thể với các bác về tiến hành thời gian ghép cũng như là cái chi phí mình sẽ đầu tư vào. Vâng, xin chào các bác nhé. Vườn tiêu thì vẫn đẹp đi. Tây Nguyên giờ mà thấy cái vườn tiêu như thế này là cũng tương đối rồi, nhưng mà bên này thì trụi hết rồi. Đấy, đấy, trụi hết rồi thì cắt vợ những cây sống đi để nó dập quá các bạn. Đây là những trụ tiêu chết. Đấy, người dân biết bao nhiêu công lao đầu tư vào vườn tiêu, cuối cùng là thu được năm là bắt đầu nó rạc này đây. Ui chết rồi, chết trơ trụi hết rồi các bạn này. Vâng, để chào các bác nhé.